À, quý vị các bạn thân mến, hôm nay thì tiệm chim về rất là nhiều loại chim, các loại chim luôn. Quý vị có nhu cầu thì liên hệ với tiệm chim và đến chọn lựa cho mình vừa ý vừa lòng. Thì hiện tại tiệm kinh doanh với mô hình chia sẻ bán lẻ, chỉ và lẻ các loại chim, giá cả phù hợp và giá tương đối là giá gốc thôi quý vị. Quý vị có nhu cầu thì đến tiệm chim và chọn lựa ha. Nói chung là có đủ các loại chim hết, chích chè đất, chè thang, quạ mi, tử mi đồ, hay là sáu cửa con nhồng. Ở đây là con cửa con và con sáu con nha quý vị. Con màu trắng là con cửa con, mà con màu đen là con sáu con. Thì sáu con, sáu truyền, cửa con. Đây là cửa là còn đúng ăn nha quý vị. Thì giá đủ giá cả, giá chỉ và lẻ luôn. Đây là con sáu truyền nha quý vị. Sáu truyền. Ở đây là cửa con. Thường là cửa con là nó nói chuyện lắm quý vị. Thì hiện tại là tiệm có chó con nữa. Chó con chuẩn bị nuôi để mà giờ để đừng thôi, nó sợ con rồi, đừng chụp nó nữa vô. Ở đây nó đi ra chơi con. Có ai điện thoại cho mày không? Đây là bồ trao nhồng. Thì hôm nay khách rất là đông, lượng khách chúng mình là bồ trao trắng, bồ trao các bạn bách thanh nữa, bách thanh cũng có nữa nha, bồ trao bách thanh rồi. Thì phướng đất rồi trâu chảo, nói chung là các loại chim. Con ngồi ghế đi. Thì quý vị có nhu cầu thì đến tiệm mà chọn lựa cho mình một con chim nó vừa ý vừa lòng hơn ha. Giờ khách Thái Lan chọn chim. Chè thang. Nó đang coi chè thang ha. Tiệm thì kinh doanh các loại chim đúng không? Tức là vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Thôi đổ đồ rồi con ở ngoài, cứ sợ con rồi Nhung. Đổ đồ của chú Nam hết Nhung, cứ đi coi thôi, nó sợ con rồi, nó chạy rồi. Con ngồi ghế không? Dạ. Ngồi ghế coi đi. Nó sợ con rồi, đừng đi theo nó nữa. Đi đó. Cho màu con, cho màu con. Con chim manh manh. Con kia là con bạch liếu quá bạn, liếu. Đó là bạch liếu ha. Con này là bành khuyên.
con ngồi lại nó lợi con à, con định đi đâu á. Con ngồi im đi nó lợi à. Chủ tiệm đó các bạn, tiệm rất là vui vẻ, vui tính. Thì chè than, than con như cái gì? Con này nuôi rất là mau thuần hóa các bạn, khi mà nuôi con như vậy đó, rồi mình thả ra ngoài luôn. Con nào nó dạng người đó, bắt đầu nó mình thả ra nó đi hoài, nó không có đi đâu luôn, ở nhà để nuôi. Thay chuồng. Có sóc nữa quý vị. Có nhiều quý vị hỏi sóc, hôm nay có rồi hả? Cặp sóc thôi. Tức là cái lượng chim hôm nay là về chưa nhiều luôn bằng mấy tháng trước ha. Cách họ đang xem chim họ mua cái gì đó. Đi nhập hàng là nó kiếm hàng nó đâu. Khỏi cần. Đó, nó này trong cái thời gian nó ở trong nó dễ như không được mất. Mất mất nữa hả? Ủi hả? Nó dậy thế. Ủi nó dậy với mấy chim bình thường. Chủ tiệm chim thì rất là vui vẻ, vui tính các bạn. Thì khi mà quý vị mua thì được tư vấn và hỗ trợ về cái vấn đề nuôi chim ha. Các bạn có nhu cầu thì cứ đứng lên liên hệ. Cái số điện thoại mình để trên màn hình hoặc là trên cái tựa video ha. Két cho các bạn. Những cái con này thì nuôi lâu ngày mình tập mình dạy cho nó nói được đó quý vị. Đây là anh này là trợ lý của tiệm chim đó. Hẳn là quán xuyến về cái vấn đề phụ họa hỗ trợ kỹ thuật cho tiệm chim. Thì cung cấp các loại thức ăn dành cho chim nha quý vị, cái dụng cụ nuôi chim, những cái lồng bẫy chim và những cái cốc để mà đựng thức ăn cho chim nữa ha. Lập chim, lồng chim, nói chung là quý vị có những cái nhu cầu về săn sóc và nuôi chim thì vui lòng đến tiệm ha. Thì tiệm hiện tại là được tọa lạc tại chân cầu vượt, cách cầu vượt Lô Long Thành. Thì hướng Vũng Tàu đi lên nằm phía bên tay trái của các bạn luôn, cùng chiều ha, tay phải ha. Đây là sáo truyền nha quý vị. Sáo truyền thì nuôi cũng dễ nuôi các bạn. Đây là cái con manh manh nha quý vị, con chim manh manh. Quý vị có cái câu thơ đó. Con chim manh manh nó đậu cây chanh, chừng nhành chanh nó hót líu lo. Thì đây là loài chim manh manh đó.
À, yên hót. Thôi, để nó đi con.